Ngày hôm nay các bác đã đến với đại lý Trường Thảo và em sẽ đăng tải cho các bác nhà mình xem về những mẫu quần ủng chất lượng cao cấp. Và dòng quần ủng này thì sẽ là dòng quần để các bác anh nhà mình lội đi cấy không ướt này, lội ao, lội hồ. Và nhất là các bác đang có bố mẹ ở quê, đang phải đi làm ruộng, đang phải đi cắt rau thì các bác hãy sử dụng ngay những chiếc quần ủng này nhé. Thì tại đơn vị em thì cái quần này em đang giao xỉ và giao lẻ trên toàn quốc với cái giá thì rất chi là thấp. Nếu như các bác anh nhà mình làm ao, hồ, lội ruộng mặc ngay chiếc quần này vào cho em, giá của nó rất chi là rẻ và lợi ích của nó thì các bác anh nhà mình sử dụng được lâu dài. Ví dụ như tất cả những cái sản phẩm, những cái quần, cái áo khác các bác mua mấy trăm nghìn nhưng mình chỉ mặc bình thường được thôi. Nhưng đây cái quần này nhá, các bác anh nhà mình mặc lội ao, lội hồ không ướt này, mặc đi cấy này, nuôi cá, nuôi tôm này, nuôi heo này. Và các bác các anh nhà mình nhất là đi cấy lúa. Đi cấy lúa thì chắc chắn là ở nông thôn nhà bác là phải đi cấy rồi. Thì với những chiếc quần ủng này hiện tại thì em đã có quần chân ngắn và quần chân dài. Bác nào mà lội ruộng thụt thì bảo em để em tư vấn cho cái đế quần mặc thụt nhé. Đấy. Và những chiếc quần này của nhà em thì em đang nhận gửi và ship trên toàn quốc luôn. Bác nào anh nào mà đang có nhu cầu về những chiếc quần ủng chất lượng như này, mặc siêu êm chân luôn. Và size số thì bên đơn vị em đang có đủ size từ 35 cho tới 45. Bác nào một tạ hay là một tạ rưỡi em có thể mặc vừa nhé. Em sẽ cầm chiếc quần ủng này lên để cho các bác anh nhà mình được xem đây ạ. Các bác này, và giá của nó ngày hôm nay em báo luôn với các bác là nó chỉ có 260.000 đồng trên một chiếc thôi. Các bác mua cái gì cũng hết, ăn tiêu cái gì cũng hết. Nhưng mà với trời lạnh và nhất là các bác phải ngâm nước nhiều ấy thì các bác phải mặc chiếc quần này vào để bảo vệ sức khỏe của mình trong suốt một mùa đông lạnh giá nhé các bác anh nhá. Đấy, size số thì em nói rồi, sẽ có đủ từ 35 là bác 40 cân mặc vừa cho tới bác là một tạ rưỡi mặc vừa đây. Các bác nhìn này, riêng chiếc quần này chỉ bên em mới có chiếc quần dày đẹp như này để cho các bác anh nhà mình mặc làm sao để cho nó bền nhất và chống nước, chống lạnh kể cả mùa đông hay mùa hè các bác nhà mình làm ao hồ cũng sẽ rất chi là cần. Thì đây là một cái video mà em đang xuất hàng nhé. Anh nào mà mua lẻ một cái em cũng sẽ miễn phí ship rồi. Và anh nào mua xỉ thì giá sẽ được rẻ hơn. Đấy, các bác anh nhà mình em đã để số điện thoại trên phần tiêu đề này rồi. Các bác chỉ cần alo trực tiếp thôi. Em sẽ gửi đến tận nhà các bác nhận hàng, kiểm tra đúng như em giới thiệu để các bác nhận hàng nhé. Và các bác nhà mình cần size bao nhiêu thì nhớ là mình đang đeo dép hoặc là đeo ủng, đeo giày bao nhiêu thì các bác sử dụng cái size đúng như vậy cho em nhé. Đây đường ép nhiệt này, cao su phải mềm mịn như này, bên trong giày và cạp sẽ là cạp đỗ thoáng. Đấy các bác anh này, nếu như sử dụng mặc mà các bác cảm thấy mà chưa sáng mà mặc chật, chưa đói rồi mà thì các bác thắt cái dây rút này vào cho thật chặt nhé. Đấy, chiếc quần ủng này sẽ rất chi là hữu ích. Cao su đúc, cao su siêu bền luôn, siêu mịn. Kể cả em vò xong nó vẫn cứ mịn thẳng căng luôn cho các bác xem nhé. Đấy, quần xịn loại 1. Anh nào, bác nào mà đang có nhu cầu mua chiếc quần ủng chống nước mặc đi cấy không bao giờ bị ướt này, nhớ follow đăng ký kênh của em. Trên kênh của em thì rất nhiều video em test thử để cho các bác anh nhà mình được xem về chất lượng chiếc quần ủng này đấy. Các bác đăng ký kênh của em để xem được tất cả những cái video đó, sau đó đặt hàng để gọi điện trực tiếp cho em qua đầu số điện thoại trên màn hình nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video ạ. Chào và hẹn gặp lại các bác.